Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Hợi, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Minh Đường, giờ Canh Tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày đinh hợi, tức chi khắc can nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày hùng vài nạp âm ốc thượng thổ kỵ tuổi tân tỵ quý tỵ ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày hợi lục hợp với dần tăng hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỷ tỵ quý tỵ quý mùi quý sửu và quý hợi tuổi xung trong tháng tuổi nhâm ngọ bính ngọ giáp thân và giáp dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho Sao xấu trong ngày gồm có sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao tội chỉ, xấu đối với tế tử, tố tụng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 quân giáp, Chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý đang gặp được ngày của thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được sự chắc chắn trong các lĩnh vực về chuyên môn của mình ngày hôm nay. Và với bà tuổi Tý, bạn vốn là người linh hoạt, khéo léo, cho nên dù trong hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa, với bạn cũng biết biến những thách thức thành cơ hội để cho bản thân mình tỏa sáng. Cũng trong ngày này với bạn tuổi Tý, sức sáng tạo của bạn sẽ phát triển mạnh mẽ. Bạn đừng có ngại ngùng khi thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ và điều đó là rất cần thiết trên con đường đi đến thành công. Nhưng bạn cũng đừng quên tính tới tính khả thi của các ý tưởng để tránh mất nhiều thời gian và công sức của mình. Tuy nhiên vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý, bạn làm việc đến đâu cũng đừng quên chăm sóc cho sức khỏe của bản thân khi trong ngày đang gặp ngày có thủy khí vượng, rất dễ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu ở trong người, ăn uống cũng kém phần, ngôn miệng, ngủ cũng không được ngon giấc về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có được sự chắc chắn trong các lĩnh vực về chuyên môn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy biết biến những thách thức trở thành cơ hội để tỏa sáng tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa sức sáng tạo phát triển mạnh mẽ đừng có ngại thử những ý tưởng mới mẻ tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đừng quên tính tới tính khả thi của các ý tưởng tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc chú ý chăm sóc sức khỏe trong ngày hôm nay về đánh giá của 3 tuổi tí trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 16 số 38 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu đen quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dần từ Vi Tuổi Sửu Chủ Nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên tài vận trong ngày hôm nay của bạn đang có dấu hiệu tăng tín một cách bất ngờ. Với những kế hoạch làm giàu của bạn được suôn sẻ hơn hẳn trước đó và bạn tuổi Sửu cũng không thể tin được sẽ có ngày mình kiếm được một khoản tiền một cách dễ dàng đến như vậy. Và trong ngày này với bạn tuổi Sửu đối với những bạn làm công ăn lương trong ngày này là ngày chủ nhật, với bạn rất có thể sẽ phải tăng ca vì công việc cuối năm bộn bề. Với bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ để tăng thêm nguồn tài chính cho mình, dù thời gian rảnh eo hẹp nhưng có thêm phần thu nhập ai chả muốn, với bạn tuổi Sửu phải chấp nhận điều đó nhé. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới chuyện tình cảm của bạn. Cả bạn với nửa kia đều còn nhiều bọn bè chưa được giải quyết. Cho nên, thời gian dành cho nhau cứ ít dần đi với những cuộc hẹn hòa cũng chẳng còn đúng nghĩa theo hẹn hòa bởi luôn diễn ra một cách chóng váng và bị những cuộc điện thoại công việc khác xiên vào vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tài vận có dấu hiệu tăng tiến bất ngờ tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy kế hoạch làm giàu của bạn được suôn sẻ hơn hạn trước đó tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa đối với những bạn làm công ăn lương rất có thể sẽ phải làm thêm giờ để tăng thêm thu nhập tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ tình cảm đôi lứa nhạt nhòa khoảng cách càng lớn dần tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cần phải hâm nóng tình cảm kịp thời trước khi mọi chuyện đổ vỡ. và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 87, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi thìn. Từ vi tuổi dần, Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là bà tuổi dần đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay sẽ gặp được nhiều may mắn. Đời sống tình cảm được hài hòa, vợ chồng tương thân tương ái với những mâu thuẫn trước đó dần được hóa giải trong ngày này nếu như bạn đang quản độc thân thì ngày hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để cho bạn gặp gỡ những người bạn mới mẻ từ đó mở ra cơ hội để cho bạn kết nối tình cảm với những người tương đồng về cảm xúc và điều quan trọng chính là bạn hãy cứ tự tin vào bản thân mình đó chính là lúc bạn tỏa sáng nhất bạn tuổi dần nhé và trong ngày này với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài, chiếu mệnh. Cái điều này sẽ gây ra không ít trục trặc trong các kế hoạch kiếm tiền của bạn ngày hôm nay. Đây là thời điểm để cho bạn nhìn thẳng vào những lỗ hổng trong cách quản lý về tài chính của mình. Việc kiếm tiền có thể bạn làm khá tốt, nhưng lại không biết cách để giữ tiền, khiến cho tiền bạc bị tổn hao, thất thoát là khó có thể tránh khỏi về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy vận trình được hanh thông đời sống tình cảm có được sự hài hòa từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa mau thuận vợ chồng trước đó dần được hóa giải từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày thích hợp để những người đang còn độc thân mở rộng mối quan hệ từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hãy cứ tự tin vào bản thân mình bạn sẽ tỏa sáng nhân duyên ắt sẽ đến từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim kế hoạch kiếm tiền của bạn gặp nhiều trục trặc. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 68, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão. Từ vi tuổi mão chủ nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ với bạn đang có được vận quý nhân nâng đỡ con đường tình duyên của bạn có được sự khởi sắc tạo ra điều kiện tốt cho những bạn đang quần độc thân nhân cơ hội này tìm kiếm hạnh phúc cho mình và bạn tuổi mão bạn chớ có bộ lỡ cơ hội này để có được người chung đôi cất bước với mình trong tương lai nhé. Và ngày này với bạn tuổi mão cũng là ngày Chủ nhật. Các cặp đôi có thể tính tới chuyện hẹn hò trong buổi tối để hâm nóng tình cảm. Mặc dù cả hai đều nhiều việc bận rộn, nhưng đừng vì công việc mà để cho tình cảm phôi phai. Mọi chuyện đều có thể sắp xếp được, chỉ là hai bạn có muốn hành là không mà thôi. Trong công việc, với bạn tuổi mão trong ngày này lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn tuổi mão không được chạy mạng trong bất cứ nhiệm vụ nào ở thời điểm này và đây không phải là thời điểm để cho bạn chủ quan làm việc một cách hời hợt cố chăng hay chớ thay vào đó bạn nên duy trì sự chăm chỉ và tránh xa những thị phi không đáng có nhá vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cát tinh chia chở quân đường tình duyên được khởi sắc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đang quản độc thân có được cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho mình tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ các cặp đôi nên dành thêm thời gian để hẹn hò hâm nóng tình cảm từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đừng có vì công việc mà để cho tình cảm phôi phai từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh kim nên duy trì sự chăm chỉ và tránh xa những thị phi không đáng có Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 12 số 59 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tỵ từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay có được những điểm sáng ngời. Bản mệnh tuổi Tin càng có được nhiều cơ hội thăng tín thì con đường tài lộc càng thanh thang, mở ra nhiều cơ hội thành công và làm giàu mới. Cảm giác kiếm tiền cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều bạn tuổi Tin nhé ngày này với bà tử thìn ngoài việc tiết kiệm về tiền bạc bán bệnh cũng nên tìm kiếm hướng kinh doanh đầu tư để của cải được sinh sôi nại nợ liên tục nếu không tiền có nhiều đến mấy rồi cũng sẽ đến ngày tiêu hết chỉ có cách vừa tiêu vừa tìm cách tăng thêm lợi nhuận mới có thể duy trì được tài lộc cho mình và ngày này với bà tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này cho thấy nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì hãy dành thời gian để hâm nóng tình yêu và tình cảm gia đình đừng có để cho thời gian và cuộc sống bận rộn khiến cho cả hai bạn bạn và người ấy đều quên mất mình đã từng yêu nhau nồng nàn ra sao về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tài lộc và sự nghiệp đều có được sự hanh thông như mong muốn tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có được nhiều cơ hội thăng tiến con đường tài lộc thanh thang tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc việc kiếm tiền cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên tìm hướng kinh doanh hay đầu tư để tiền được lưu thông. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên dành thời gian để ham nóng tình yêu và tình cảm gia đình. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 44, số 78, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi xíu. Từ với tuổi tỵ, chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi tỵ chua chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang gặp ngày cúc cục diện ngũ hành tứ hình xung cái điều này gây ra không ít trục trặc trong các mối quan hệ xã giao của bạn ngày hôm nay tình cảm gia đình có nhiều rạn nứt vợ chồng gặp trục trặc mối quan hệ hai bên càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và nếu như bạn không sớm có động thái hàn gắn thì rất dễ dẫn đến tan vỡ ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn cần chú tâm hơn trong công việc của mình bạn tập trung hoàn thành công việc trong khoảng thời gian cho phép sẽ tốt hơn là vừa làm vừa nghỉ ngơi để đầu óc chạy theo những việc bên lẻ rất dễ mắc phải sai sót là vì thế và trong ngày chủ nhật này với bà tuổi tỵ, xem tử vi cũng cho thấy với bà tuổi tỵ đang bị hung tinh chiếu mệnh làm cho bạn gặp nhiều điều không được như ý, xuất hành thì không được thuận lợi, điểm báo mất của, hao tài, cầu tài cũng không có lợi, hay gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Trong ngày này, xuất hành đi xa cũng có sự cãi cọ, va chạm, không có người giúp đỡ, công việc cũng trì trệ là vì thế. Ngày này, bạn tuổi tỵ cũng không nên thực hiện những công việc quan trọng như thế là cưới hỏi hay là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng có giá trị sẽ không có lợi cho bạn. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tình cảm gia đình có nhiều rạn nứt, vợ chồng trục trặc. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, mối quan hệ về tình cảm ngày càng tồi tệ hơn nếu như bạn không sớm hàn gắn. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, ngày này cần phải chú tâm hơn trong công việc. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, dễ mắc phải sai sót để cho đầu óc chạy theo những việc bên lề. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, hạn chế tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 61, số 93, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mùi từ với tuổi ngọ chủ nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang gặp được ngày có thực thần trợ mệnh cái điều này mang tới cho bà tử ngọ có được sự sáng tạo và sự hỗ trợ của mọi người xung quanh và điều đó sẽ giúp cho bạn tử ngọ có thể giải quyết được mọi công việc ngày hôm nay một cách nhanh chóng bạn cũng có được nhiều điều kiện thuận lợi trong giao tiếp và chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh ngày hôm nay nữa Tuy nhiên trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có thủy họa bất dung. Cái điều này cho thấy với bạn đang gặp những khúc mắc trong chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy không có nhiều dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đôi bên chỉ nghĩ đến những khó khăn mà mình đang phải chịu đựng chứ không muốn cùng nhau khắc phục nó. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này rất có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, công việc được suôn sẻ nhờ sự sáng tạo và sự hỗ trợ của mọi người. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, có nhiều thuận lợi trong giao tiếp và chia sẻ những suy nghĩ của mình. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, khúc mắc trong chuyện tình cảm chưa được giải quyết. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, đôi lứa thiếu đi sự bao dung, không đồng lòng để khắc phục những vấn đề mà mình đang gặp phải. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tránh tác động lên vị trí thai thần ngày hôm nay. Và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 55, số 86, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này mang tới cho bạn tuổi mùi có được vận đào hoa vượng sắc cái chuyện tình cảm tình duyên của bạn mỗi một lúc có được sự thăng hoa và lúc này nhắc nhở bạn tuổi mùi nên chủ động hơn trong các mối quan hệ hiện có của mình và rất có thể người ấy đang chờ đợi bạn ngọ lời thì sao và ngày này, đối với các cặp đôi, tình cảm mà người ấy dành cho bạn là điều mà với bạn tuổi mùi luôn trân trọng. Vì thế mà không khó để nhận ra niềm hạnh phúc hiện tại đã hiện rõ theo từng ánh mắt nụ cười của bạn. Có người yêu thương mình thật lòng, quả là niềm hạnh phúc vô tận với bản thân mình nhé bạn tuổi mùi nhá Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà Tuổi Mùi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn trên phương diện tài lộc. Ngày này, đối với những bạn thiêu nghiệp kinh doanh, buôn bán hoặc là những ngành nghề tự do, nghề tay trái, sẽ gặt hái được thành quả rất đáng ngưỡng mộ rất đáng giá sau những chuỗi thời gian vất vả và nếu như bạn biết đầu tư đúng đắn bạn có thể nhanh chóng thu được nguồn lợi khổng lồ về cho mình về từ với tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vận đảo hoa vượng sắc tình cảm ngày một thăng hoa Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nên chủ động hơn trong các mối quan hệ hiện tại Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tình cảm đôi lứa càng ngày càng khang khít hạnh phúc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ đối với những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán ngành nghề tự do gặt hái được nhiều thành quả đáng giá tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc thu được lợi nhuận nếu như bạn biết đầu tư đúng đắn Vậy đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 39, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo gặp họa tiểu nhân ngáng trở khiến cho công việc của mình không được suôn sẻ ở nơi làm việc với bạn tuổi thân cần phải chú ý trong các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, cư sự tinh tế và khéo liếu để tránh vướng phải họa thị phi không đáng có xảy ra với mình bên cạnh đó với bà tùy thân trong ngày này cũng cần phải thận trọng trước những lời mời gọi đường mật về đầu tư kinh doanh hay đơn giản là mua hàng hóa nọ kia trong ngày hôm nay khi đang gặp này có hung tinh rình rập bạn cần phải tỉnh táo bởi rất có thể những người bạn tin tưởng hóa ra lại là người chẳng hề đáng tin tưởng lắm nhé Ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng, làm cho bạn đang có được báo hiệu đối với những bạn đang quản độc thân, tình duyên có được sự khởi sắc. Bạn mệnh rất có thể sẽ tìm thấy một nửa của đời mình trong những dịp vô cùng tình cờ và đầu chỉ là những tương tác hết sức nhẹ nhàng nhưng dần dà cả hai nhận ra cả hai có nhiều điểm chung cho nên mối quan hệ cũng có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực nữa rồi về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy điểm báo tiểu nhân ngáng trở khiến cho công việc gặp nhiều trục trặc tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên chú ý trong các mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp để tránh họa thị phi tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cần thận trọng trước những lời mời gọi về đầu tư kinh doanh tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc chớ nên cả tin kéo lại bị lừa lọc lợi dụng về tiền bạc tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, con đường tình duyên được khởi sắc đối với những bạn đang quản độc thân, sớm tìm được một nửa phù hợp với mình. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 43, số 58, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi Dậu chủ nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi Dậu cần phải hết sức thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào ngày hôm nay để tránh gây ra hệ lụy về sau này ngày này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có hung tinh chiếu mệnh khiến cho công việc của bạn rất dễ xảy ra những trở ngại khiến cho công sức mà bạn từ trước tới giờ bạn mệnh bỏ ra trở nên uổng phí, vất vả nhưng không được ghi nhận. Thời điểm này với bạn tuổi dậu không tốt cho việc gì liên quan tới tiền bạc, nhất là bạn nên hạn chế cho vay mượn về tiền bạc, nếu không bạn sẽ rất dễ mất cả tiền lẫn mối quan hệ hiện đang tốt đẹp. Bên cạnh đó, tiết kiệm cũng sẽ tốt hơn là vào đầu tư vào thời điểm này khi bạn chưa hiểu rõ về dự án có khả thi hay là không. Tuy nhiên trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh tương trợ cho bạn. Cho nên, vậy những mối quan hệ của bạn ngày hôm nay lại vô cùng hài hòa Nhất là, đối với những bạn đang còn độc thân Khi rảnh, hãy dành thời gian gặp gỡ và hội họp với bạn bè Để mở rộng các mối quan hệ xã giao Và biết đâu bạn sẽ tìm thấy được tình yêu mong muốn của đời mình thì sao về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy cần phải hết sức thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa hung tinh cản trở công việc dễ gặp phải trục trặc. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ công việc bổ ra từ trước tới giờ trở nên uổng phí vất vả nhưng không được ghi nhận. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc thời điểm này không tốt cho việc gì liên quan tới tiền bạc tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim các mối quan hệ diễn ra vô cùng hài hòa Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 66 số 72 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dần. từ vi tuổi tuất chủ nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi tuất đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh mang đến cho bạn có được những cơ hội tuyệt vời để cải thiện về nguồn tài chính hiện tại của mình và đó có thể là cơ hội về đầu tư béo bở hoặc là dự án trước đó của bạn có được thu hoạch bất ngờ. Công sức bấy lâu của bạn cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng và bạn cần phải tiếp tục kiên định với lựa chọn của mình bạn tuổi tốt nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi tốt lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này khiến cho bạn mệnh phải đau đầu vì chuyện tình cảm, cái chuyện tình cảm đang bị rối ren và với bạn tuổi tuất không lường trước được những điều có thể xảy ra sau lời nói dối của mình. một lần nói dối sẽ cần rất nhiều lần lừa dối khác để chia đậy lại. với bạn tuổi tuất luôn trong tình trạng thấp thoáng bất an vì luôn sợ lửa kia phát hiện ra sự thật này. Ngày này, xem tử vi cho thấy, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa có được những cơ hội tuyệt vời để cải thiện về nguồn tài chính hiện tại. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có cơ hội đầu tư hoặc là thu lợi từ các dự án trước đó. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, công sức bấy lâu được đền đáp xứng đáng, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, đau đầu về chuyện tình cảm rối ren, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, luôn trong tình trạng thấp thoảm, bất an vì lời nói dối của mình. Về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 57, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu trắng của nhà phụ trợ tuổi dậu tuổi tý từ vi tuổi hợi chủ nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, hội hợi tự hình. Cái điều này làm cho bạn trải qua một ngày không được xuân sẻ to lắm. Với sự nghi ngờ và ghen tuông mù quáng có thể khiến cho bạn tuổi hợi đánh mất đi tình yêu và hạnh phúc vốn dị thuộc về mình. Và khi niềm tin không đủ lớn, tình cảm không đủ vững vàng, bạn lại có xu hướng tin lời người ngoài hơn nữa kia, mối quan hệ của hai bạn rất dễ bị đổ vỡ là vì thế với những mối nghi ngờ sẽ giống như con dao hai lưỡi dần đâm vào tim của đối phương cũng là dấu chấm hết cho một mối quan hệ và bạn tuổi hợi nên nhìn lại những khó khăn mà cả hai đã cùng vượt qua thay vì nghe theo những lời đồn thổi và buộc tội từ đối phương. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh bù đắp cho vận trình của bạn ngày hôm nay khi con đường công danh, sự nghiệp của bạn được suôn sẻ dường như với bà tuổi hợi đang vùi đầu vào công việc để quên đi những muộn phiền trong chuyện tình cảm, hiệu suất có phần tăng lên. Thế nhưng, tốn tánh không phải là cách hay ho để giải quyết cho vấn đề này. Với bà tuổi hợi, vẫn nên thẳng thắn đối mặt thì hơn. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có thể đánh mất tình yêu vì sự nghi ngờ và ghen tuông mù quáng. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tình cảm bị giãn nứt vì niềm tin không đủ lớn từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc đừng chỉ nghe theo những lời đồn thổi rồi làm tổn thương nữa kia từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên nhìn lại những khó khăn đã cùng nhau trải qua để cứu vạn mối quan hệ hiện có từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy vận trình công danh sự nghiệp được suôn sẻ hiệu suất công việc tăng lên rõ rệt vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 68, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.